Mỹ Anh sinh năm 2002 từ nhỏ cô đã thừa hưởng tài năng âm nhạc từ bố mẹ với chất giọng cao vút ngọt ngào những năm tháng thơ ấu mỗi lần lên sân khấu Mỹ anh đều tỏ ra nhút nhát luôn nắm chặt tay hoặc đứng nét vào người bà mẹ đi va Tuy nhiên khi cất giọng hát cô bé lại thu hút người nghe từ những câu đầu tiên Mang sông ca đưa cơm cho mẹ đi cày của Mỹ Linh và con gái út từng gây sốt và được đề nghị trình diễn ở nhiều đêm nhạc tại thủ đô suốt thời gian dài Mỹ Anh và mẹ Mỹ Linh hát đưa cơm cho mẹ đi cày trong một chương trình cuối năm 2014. Gia đình là nền tảng vững chắc cho Mỹ Anh khi đến với nghệ thuật. Có mẹ là diva, bố là nhạc sĩ hàng đầu, Mỹ Anh sớm được tiếp xúc với âm nhạc. Vợ chồng Mỹ Linh, anh Quân cho con gái đi học piano ở nhạc viện từ nhỏ đồng thời ủng hộ con vô điều kiện trên con đường ca hát. Khi mới 14 tuổi, nhờ sự trợ giúp của bố mẹ Mỹ Anh đã có thể cho ra mắt album đầu tay mang tên bài hát cho Bi. Đó cũng là món quà cô con gái Úc dành cho Mỹ Linh nhân dịp sinh nhật. Đây là tuyển tập 8 ca khúc gắn liền với tuổi thơ của Mỹ Anh, bố anh Quân và mẹ Mỹ Linh. Kèm theo album, cô bé cho ra mắt MVB. Thời điểm đó, Mỹ Linh rất vui vì sản phẩm đầu tay của con gái Úc nhận phản hồi tích cực dù cô bé chưa trải qua trường lớp đào tạo về thanh nhạc. Theo nữ ca sĩ, ca khúc bi do Mỹ Anh thể hiện là sự kết hợp giữa định hướng của bố mẹ với cảm xúc tự nhiên của con gái. Cô thấy Mỹ Anh rất may mắn khi được đắm chìm trong tiếng đàn của bố từ khi còn trong bụng mẹ. Nữ ca sĩ khẳng định ông xã có tác động rất lớn đến thẩm mỹ âm nhạc của con gái Úc. Năm 2018, khi còn là một nữ sinh trung học, Mỹ Anh được bố mẹ cho tham gia tour diễn xuyên việc mang tên thời gian của mẹ. Thời điểm ấy, Mỹ Anh vẫn chưa chắc mình có theo đuổi âm nhạc hay không và Mỹ Linh dù muốn cũng không ép con dù những người xung quanh đều nhận xét Mỹ Anh hát hay, có thiên hướng trở thành ca sĩ. Vợ chồng cô muốn mọi thứ đến với con tự nhiên nhất. Mỹ Linh cho con đi hát từ nhỏ không phải vì muốn con nối nghiệp mình mà tạo điều kiện để Mỹ Anh có thêm trải nghiệm. Năm 2018, Mỹ Anh góp mặt trong tour thời gian của mẹ. Bản đi 2 năm kể từ tour thời gian Mỹ Anh thay đổi nhiều cả về ngoại hình, thần thái, lẫn âm nhạc. Từ cô bé nhút nhát đứng nét một góc, chờ bố mẹ động viên mới chịu phát biểu trong buổi họp báo của bố mẹ, con gái út nhà Mỹ Linh, anh Quân đã tự tin đứng độc lập trên con đường âm nhạc. Phong cách thời trang của cô cũng trở nên cá tính, gợi cảm hơn. MV God You của Mỹ Anh Bước ngoặt với Mỹ Anh là khi ra mắt sản phẩm The Book mang tên God You vào năm 2020. Với bài hát đậm màu sắc do và bờ này, cô tự sáng tác giai điệu, viết lời tiếng Anh, chơi nhạc cụ, phối khí đến đạo diễn và quay, dựng. Sản phẩm vốn là dự án tốt nghiệp của Mỹ Anh tại trường nhạc cô theo học. Thay vì nhờ vả bố mẹ, Mỹ Anh muốn tự lập khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô lấy tiền dành dụng tự bỏ kinh phí làm MV, gia đình chỉ ủng hộ về tinh thần. Nói về bước đường này, Mỹ Anh cho biết, từ bé, tôi áp lực vì có mẹ là ca sĩ nổi tiếng, Bố là nhạc sĩ thành danh. Lớn lên, tôi tập làm quen với sức ép vì đó là một phần của nghề hát. Tôi thấy may mắn vì được bố mẹ ủng hộ khám phá bản thân trong âm nhạc. Mỹ Anh lúc đó đã lên kế hoạch thử nghiệm nhiều thể loại nhạc với vai trò nhà sản xuất. Cô muốn tự sáng tác và phối khí để thoải mái thể hiện ý tưởng thay vì phụ thuộc vào nhạc sĩ khác. Đầu năm 2021, Mỹ Anh trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất của sâu thực tế mới, The Hero 2021. Cô cũng là thí sinh duy nhất đảm nhận cả hai vai trò ca sĩ và sản xuất âm nhạc. Thay vì kết hợp với một nhà sản xuất khác, cô muốn tự mình thực hiện các tiết mục. Tham gia đua tài với Mỹ Anh là hàng loạt những cái tên nổi tiếng, sở hữu lượng fan khủng như Eric, kết hợp với Ninja Red, quân A, T, kết hợp với Dishman. Phong cách của Mỹ Anh trong một buổi biểu diễn gần đây từ khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Mỹ Anh cũng lột xác về hình ảnh. Cô thích trang điểm đậm, ăn mặc cá tính, gợi cảm và đôi khi nổi loạn. Hôm 15 tháng 5, cô gây chú ý khi đăng tải một số bức ảnh tục quần, để lộ vòng ba, cắn môi gợi cảm và biểu tượng, ngón tay thối. Khi bị phản ứng dữ dội, nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi để thể hiện sự tôn trọng đối với những người xung quanh và luôn ủng hộ cô. Bức ảnh gây ồn ào trên mạng xã hội của Mỹ Anh hôm 15 tháng 5 mục đích mình đăng bài thuộc là để gửi đi thông điệp về sự tự tin và tình yêu dành cho bản thân, đặc biệt đối với những bạn vẫn còn đang tự ti về cơ thể mình. Mình thực sự muốn lan tỏa thông điệp tích cực, nhưng cách thể hiện của mình đã khiến mục đích ban đầu không còn trọn vẹn. Mỹ Anh đã 19 tuổi và mình luôn ý thức được rằng bản thân cần có trách nhiệm với lời nói và hành động của chính mình. Và vì thế mình hiểu ra rằng cách truyền tải thông điệp của mình đã khiến cho những giá trị mà mình muốn gửi tới mọi người bị bóp méo, Mỹ Anh tuyên bố trên fanpage chính thức. Nữ ca sĩ cũng xin lỗi vì suy nghĩ chưa thấu đáo và hứa sẽ trưởng thành hơn. Với những gì đã thể hiện qua âm nhạc, Mỹ Anh được đánh giá là một trong những gương mặt nổi trội của thế hệ ghen ghét, tuy nhiên, sự nổi loạn ở tuổi mới lớn, hăm hở chứng minh bản thân cũng đẩy cô vào luồng ý kiến trái chiều liên hệ với Mỹ Anh để hỏi về những dự định cho con đường sắp tới, phía nữ ca sĩ cho rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để chia sẻ. Nguyên Anh